Xin chào mọi người, lâu rồi gia đình Thủy không có gặp mọi người có khỏe không? Hy vọng rằng mọi người vẫn luôn nhớ gia đình nhỏ của Thủy nha. Thì video hôm nay Thủy muốn chia sẻ với mọi người hai món quà mà Thủy được nhận ở chỗ Thủy làm trong tuần vừa qua. Món quà đầu tiên thì Thủy được nhận trực tiếp từ sếp của Thủy. Thì vào một ngày đẹp trời, sếp của Thủy gửi cho Thủy một cái phong bì như thế này, và kèm theo ở trong đó là có một cái quyển tập như thế này, và đây là quà kỷ niệm Thủy làm được ở hãng 5 năm, tháng sau là kỷ niệm, là ngày kỷ niệm của Thủy, và họ họ gửi cho Thủy yes đây quà của mommy nè, họ gửi cho Thủy một cái thư cảm ơn, một cái nó là gì ta, à một cái giấy để mình điền xem coi là mình muốn quà gì á. Và đây là danh sách những món quà mà Thủy đây đấy đây là danh sách những món quà mà Thủy muốn lựa chọn. Thủy sẽ lựa chọn một trong những cái món quà như thế này. Đó, đây là món quà đầu tiên mà Thủy muốn chia sẻ với mọi người, nhưng mà Thủy cũng không biết là Thủy sẽ chọn món nào nữa. Nhanh ghê luôn mọi người, Thủy nhớ lúc mà Thủy bắt đầu này cái gì cũng không ạ. Thủy nhớ là lúc đó thì mới vô làm Thủy, nói chung là lúc mà Thủy mới qua thì cũng trong một khoảng thời gian là Thủy không có đi đâu được, không có giấy tờ gì hết, không làm được. Cho nên á, khi mà có giấy tờ rồi á, tự nhiên mình rất là muốn làm, là mình có rất là nhiều năng lực luôn á, cho nên không có sợ gì hết. Mặc dù là lúc tiếng Anh của Thủy cũng không có được giỏi lắm á, nhưng mà Thủy cứ cứ đi vô rồi mình nói với người ta là tiếng Anh mình không tốt. Cái là họ họ giống như là họ nói chuyện cái gì cũng rất là chậm rãi, dễ hiểu cho mình, dễ hiểu á, và họ cũng rất là kiên nhẫn với mình nữa. Thì lúc đầu là Thủy bắt đầu làm vào chỗ làm có 3 ca, thì lúc mà bắt đầu làm ca cuối tuần, sau đó là Thủy chuyển qua công việc này thì Thủy muốn làm về làm ca đêm đó. Nhưng mà thì thấy là mặc dù là Thủy chuyển qua công việc khác, nhưng mà mình không may mắn là gặp được những người mình làm rất là hợp ý, với lại môi trường làm việc hoặc là những người là sếp của mình nó cũng rất là dễ chịu nữa, cho nên thì thấy là mình rất là may mắn. Đặc biệt là cái chỗ mà Thủy làm thì Thủy thấy là cái quyền lợi cũng như là cái benefit của họ rất là tốt, bảo hiểm cũng tốt nữa. Trong cái đợt dịch này á, họ họ giống có một số công ty họ sẽ kiểu như là cắt giảm nhân sự hoặc là giảm chi phí, bởi vì cái hoàn cảnh khó khăn trong cái thời điểm này á. Nhưng mà thì thấy là mặc dù là thời điểm khó khăn như vậy, nhưng mà họ vẫn thể hiện rằng là họ quan tâm đến những người làm trong công ty của họ. Đặc giống như là khi mà bắt đầu vào, khi mà trong thời gian mà mình ở nhà chống dịch á, thì họ cũng hỗ trợ mình, giống như là hỗ trợ mình một phần nào đó. Kèm theo là ví dụ như mà bảo hiểm thì mình sẽ bảo hiểm thì là bảo hiểm công ty cho một phần, mình cho một phần, nhưng mà trong thời gian chống dịch thì mình không đi làm thì họ sẽ cover hết cho mình bảo hiểm luôn, không là mình không phải đóng bảo hiểm, nhưng mà mình ở nhà mình vẫn có bảo hiểm. Đó là cái mà mình thấy là rất là họ rất là quan tâm đến đến người làm việc cho họ. Cái thứ hai nữa là trong khi mà tụi mình quay lại làm, hình như là khoảng tầm vài tháng thì nhận được một email nói là họ sẽ cho mình giống như là bonus, kiểu như là cho mình một cái tiền để cảm ơn, một số tiền cảm ơn là cho mình 300 đô, cho mỗi người 300 đô đó mọi người. Ôi trời ơi, đây gì ơi, cái đó là đồ ăn cắn giấy vậy á. Trời ơi, cho mỗi người 300 đô để cảm ơn là mình đã cùng họ trong cái công tác phòng dịch để có thể làm hàng hóa ra thật là giống như là theo theo kế hoạch rất là ổn định như vậy. Cho nên thì rất là may mắn khi mà biết được cái hãng này và đã làm việc được với họ được 5 năm rồi. Yes, đây cái món quà này được này, món quà này. Và món quà thứ hai Thủy muốn chia sẻ với mọi người, đây là món quà mà Thủy rất là bất ngờ luôn. Hôm đó là Thủy đang chuẩn bị đi làm thì Thủy thấy có một túi hàng ở một cái thùng hàng ở bên ngoài. Thì khi mà Thủy nghĩ là cái đó là thùng hàng Thủy mua online thôi. Rồi buổi tối Thủy về á, Thủy mở ra thì Thủy thấy đây là cái thùng hàng, đây là món hàng Thủy thấy. Lúc mà thấy cái này á, Thủy nghĩ là trời ơi, Thủy đọc Thủy xem coi là có phải địa chỉ nhà mình không, có sợ người ta giao lộn á. Nhưng mà địa chỉ nhà mình, xong rồi cái Thủy mới mở ra và Thủy không biết là ai gửi, thì cuối cùng là mình biết là công ty của mình gửi. Họ đang cảm ơn nè. Lúc đầu Thủy nghĩ là món quà này là nhân dịp ngày kỷ niệm
sắp tới của Thủy, nhưng mà không phải, tại vì những người bạn bạn đồng nghiệp của Thủy cũng có nữa, cho nên Thủy nghĩ đây là cái món quà mà họ gửi tặng nhân dịp giống như là cuối năm nè, rồi thể hiện cảm ơn là đã nếu mà cảm ơn về tất cả những gì mình đã làm ở chỗ làm vậy đó, rất là vui. Bây giờ Thủy sẽ khui cái món quà cho mọi người coi nha. Thủy muốn ăn thử những cái lạt kẹo trong đây. Ui đây nào quá, đây gì có tóc nè, đây gì có tóc nè, sao đây gì lại dịch tóc á mày. Bây giờ thì sẽ khui cái này, khui này ra cho mọi người coi nha. Cái dây này kim tuyến đó mọi người, tháo ra là nó dính tùm lum hết trơn á. Đấy, đây 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 đây. Trời ơi, tháo cái này ra thôi là nó phán tùm lum luôn mà. Nó bán tùm lum mà. Trời ơi, cái kim tuyến. Kim tuyến, chờ miếng xíu, chờ miếng xíu. Chờ xíu nha, chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu. Đây, để mami tháo hết cái bao này ra rồi xong rồi mami cho con xem nha. Đường á mọi người, nhưng mà nó không có quá ngọt, thì tưởng là nhìn bên ngoài tưởng là toàn là sô cô la không á. Yeah, babe, I think you can try this. This one good a bit. This like crunch,
like rice snack or what called? I forgot. Want to try? It's a little bit here. Nó có một cái hộp như vậy nhưng mà nó có cái túi như vậy mọi người. Có cái gì nè? Nó có mấy loại đậu xong rồi nó bỏ muối vô mọi người. Đây, ăn cái gì này. Coi có cái nào mà ba mẹ chồng mình thích không. Cái này là bánh sốt, nó nhỏ vậy thôi. Cái này nhìn ngon quá mọi người ha. Đây mọi người, cái này chị mua gì nè. Giống như là một cái bo chocolate vậy mọi người. Có mấy cái thân như này. Thật sự thì cũng không thích cái này lắm. Thôi để tạm nó đi, tí nữa bỏ tủ lạnh ăn lạnh lạnh chắc là ngon hơn. Mình không thích lắm. Cái này giống như là kẹo sô-cô-la mà bên trong cái loại nè mọi người. Ăn ngon lắm luôn á. Cái loại này là Thủy cái đợt lần đầu tiên mà Thủy ăn cái loại này là cũng là ở chỗ làm Thủy cho một túi. Xong mà Thủy ăn xong rồi Thủy chia lại cho ba mẹ Thủy, ba mẹ chồng Thủy mấy cục nữa. Xong rồi kể từ đó là ba mẹ chồng thì thích ăn kẹo này cực kỳ luôn. Mấy dịp giống như là Noel hoặc sinh nhật hoặc là lâu lâu mà mua mà đi qua ba mẹ thăm ba mẹ chồng đó là tụi hay mua kẹo này cho ba mẹ chồng đó. Đây là một sản phẩm từ Ý. Nó có thành phần olive. Và hộp cuối cùng. Nhìn cái hộp nó bự vậy á, nhưng mà nó đổ không dưới nè. Hộp quà nào không ở trên. Đây là cracker. Tụi nghĩ cái này nè. Cái này á, mình phải ăn chung với cái này nè. Bơ á. Có thể bơ mà là phô mai chứ không phô mai. Đây. Đó. 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 Đó mọi người ơi, video hôm nay thì muốn chia sẻ với mọi người niềm vui nho nhỏ của Thủy ở chỗ Thủy làm. Thủy hy vọng rằng là các bạn thích video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của hai mẹ con Thủy nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye. Bye. Cô chú nhớ đây gì?